nào trong nghề nhiều khi bắt cũng hơi khó, tại biết bắt biết cái lạch đó đi chỗ nào dùng nào nó ở, còn là con tôm gì đó, con tôm. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì quay trở lại ngôi nhà của anh Hiếu, nơi mà vợ chồng của anh Hiếu đang sinh sống. Thì hôm nay cùng đi với Bùi Hồ thì có cậu và đặc biệt là có một người bạn ở Sài Gòn xuống, đó là bạn Phong Bụi. Phong thì không tin anh Hiếu có khả năng là mò cá nên Phong chạy một cái chiếc xe gắn máy là từ Sài Gòn vượt hơn 200 cây số, Phong phải chạy xuống đây để xem về cái việc tại của anh Hiếu cả nhà. Thì hôm nay anh Hiếu đang chạy một cái chiếc xuồng đó, đang để đi bắt cá, và có hai bạn YouTube và những nhà báo đến đây để tác nghiệp, để quay phim về xem coi thật anh Hiếu có như mọi người nghĩ là bắt cá bằng tay không hay không. Cô bác quý anh chị, thì trong cái quá trình mò cá đặc biệt bằng tay không của anh Hiếu á, là vị dị nhân trên sông Vàm Nao á, thì hôm nay được sự quan tâm của rất là nhiều anh em nhà báo, phóng viên đài truyền hình. Thì ở đây có bạn Phong nè từ Sài Gòn về, với lại anh Bảo Phong từ Trung ương xuống nha cô bác quý anh chị, sẽ quay ghi hình một cái thước phim để về dị nhân bắt cá bằng tay không. Hôm nay sẵn sàng chưa anh? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Cảm giác hôm nay như thế nào? Nó khác với mấy lần khác không? Khác, tại nay có đài truyền hình đồ quay đi mò cho cố gắng cho nhiều cho được lên đài. Rồi bây giờ mấy anh em mình bắt đầu chuẩn bị đi nha. Mà nước ở đây nhất. Chuẩn bị đi, một nhà báo và một đài truyền hình từ Trung ương nha. Cũng như tất cả các bạn thì anh Phong từ Trung ương, đài truyền hình báo từ Trung ương xuống đó, thì cũng không hiểu là tại sao cái khoang này có nước, yêu cầu Bùi Hồ là phải tát nước ra. Thì thật ra thì nước này là một cái khoang thông, nó chỉ nước nó tràn, nếu như mà càng chìm thì nước nó vô càng nhiều đó. Nó không có cá mình tát thì nước nó sẽ ra như thế hoài, phải không? Nó sẽ không bao giờ hết. Và đặc biệt cái khoang này nè, với lại cái khoang bên kia nó ngăn cách với nhau là nó clip luôn, nó không cho nước qua bên đây. Chứ khoang chỉ đặc biệt một cái khoang đó thôi. Lâu này đâu có biết đâu. Nào bây giờ chuẩn bị sọt vô hả? Giờ chuẩn bị mò sẵn thì ở trên đây mấy cậu đốt than sẵn luôn rồi. Đốt than sẵn rồi đó cậu. Giờ không có dầu cho xăng đây. Rồi, xong vô. Cái dụng cụ độc đáo ghê. Cái ống hơi đó hôi dầu lắm nghe Phong. Mình không quen không được đâu, hôi dầu lắm. Anh Hiếu ơi, anh dơ lên cái gọng cho. Ôi, tính. Cái gọng đó là không có cá nha mọi người. Thật ra thì anh Hiếu là lặn hàng chục mét nước ở dưới. Và mỗi lần lặn như thế thì rất là nguy hiểm. Mọi người ở đây thì cứ tất cả các nhà báo ở đây vẫn không tin hôm nay đi chứng kiến sự thật như thế này. Bây giờ thì để chứng tỏ thực hư á, thì bạn Phong Bụi đeo một cái Google vào cái ngực của anh, để khi anh lặn bắt cá thì có thể xem coi có thể quay được ở dưới đó hay không. Mỗi lần lặn như thế mọi người thì phải có một người ngồi ở trên một cái chiếc xuồng như thế này nè, để có thể canh những cái chiếc xuồng qua lại đó.
để mà đảm bảo an toàn cho anh Hiếu mỗi khi mà anh Hiếu xuống nước. Cái công tác này chuẩn bị quen rồi không? Nè, để em nghiêng qua đây. Không quay chưa không? Không quay chưa em? Không quay chưa lại nha ơi. Quay không em? Không quay luôn ha. Rồi bắt đầu chuẩn bị. Và chưa chuẩn bị rồi mấy anh em chuẩn bị chưa? Chuẩn bị chưa đang đang chuẩn bị chưa anh? Rồi rồi. 2 3. Bây giờ là 1:27. 1:27 rồi. Dạ, là 13:27. Anh Hiếu đang lặn cùng với một thiết bị công nghệ gì là Google. Dạ. Nước đang nước vậy. Dạ nướng ở đó luôn đi cậu. Vậy có bình xăng lên được không? Em truyền một cái bình xăng lên phải không? Cái bình xăng kế bên đó. Video clip trước thì Bùi Hồ cũng đã có quay anh Hiếu rất là nhiều rồi, nhưng mà có nhiều bạn là yêu cầu là Bùi Hồ phải đem một cái máy quay xuống sông như thế này để quay trong cái quá trình anh Hiếu bắt cá luôn thì sẽ thuyết phục mọi người hơn. Thì hôm nay thì có bạn Phong Bụi trực tiếp từ Sài Gòn xuống và đeo một cái thiết bị Google 8 vào cái người của anh Hiếu để mà có thể xem coi quá trình bắt cá của anh có được không. Nhưng mà ở đây thì chia sẻ thật với mọi người thì vào mùa này gọi là mùa nước nổi, mùa nước lên, nước này nước thượng nguồn về là nước bạc này. Bây giờ nó đục dữ rồi, không biết chắc không thấy đâu. Đó là những cái chiếc đò ngang mà mọi Bùi Hồ thường quay cho mọi người xem đó. Thì giống như lúc nãy thì cái chiếc xuồng này là những cái khoang trống không có cá nè. Đó. Ơi, em vớt cái khoang này thử coi có cá không. Cứ tát ra thì nước nó cứ đầy vô mãi vậy đó. Cái lỗ đây hả? À, nó có một nước nó ra vô được. Anh Hiếu đang ở trong cái trụ bơm này nè mọi người. Ở đó thì thấy được cái tim của anh Hiếu lặn á. Thì mọi người ở trên thuyền này thì có một anh đài truyền hình với lại một anh Vong với lại bằng Vong thì đang đợi trên này. Nãy giờ khoảng tầm 7 phút nhưng anh vẫn chưa lên. 23 phút đó anh Phong. Anh thấy anh Hiếu lặn hay không? Quá lòng em. Dạ. Bình thường chứ bình những người lặn. Đến thời điểm giờ anh tin là anh Hiếu có thể bắt cá bằng tay không được không? Có thể hy vọng là gì? Dạ. Nhưng mà trước đây anh xem clip anh có tin không? Trước đây xem clip thì thật ra mình thấy nhiều quá bất ngờ. Dạ. Bởi vì mình là một nhà báo, mình cũng từng đi đây đi đó mà phát hiện nhiều cái đề tài độc lạ mà cũng chưa từng thấy chứng kiến những cái cảnh mà lạ như mà Hiếu mà từng cầm tay không mà bắt cá. Bởi vì những con cá rất là khó, những cá chê hay là những con cá chốt có những cái ương ngạnh hoặc là những con tôm, ví dụ ở trên bờ mà mình bắt, mình cầm tay không mình bắt thì có thể còn chuột tới chuột lui mà có khó bắt được. Nhưng mà Hiếu có một cái biệt tài gì rất là đặc biệt nên là mới thích nghi với cái công việc này và bắt được nhiều cái gì thì mình rất là bất ngờ. Dạ. Vượt qua khỏi cái khả năng của người bình thường quá xa đúng không? Vượt qua quá khả năng của người bình thường. Nên khi mà thấy những cái hình ảnh mà Hiếu làm cái gì thì mình cũng thấy đề tài này là rất là đề tài rất là hot. Trải nghiệm ở trên dòng sông Cầm Nao này, dù đây là một cái dòng sông rất là nguy hiểm. Hiện nay thì mình đang có mặt ở một cái dòng sông là nói chung là rất là rộng, một sông là nó như là rất là nguy hiểm. Dòng sông tử thần anh ha. Dòng sông gọi là dòng sông mà nhiều người cho rằng là đây là dòng sông tử thần. Hiện giờ thì trên bầu trời các bạn thấy đó,
đó là mây đen trần vũ đang kéo về, mà ở dưới nước thì mặt nước đang sóng gợn lăn tăn. Anh Hiếu thì sâu ở dưới cái lớp tầng nước ở dưới để tìm những con cá mà bắt. Thì chúng tôi đang chờ đợi cái những cái giây phút hồi hộp này để thấy được cái độ nguy hiểm ngoài cái mực nước sâu nè, rồi ảnh hưởng đến cái sức khỏe bởi cái ống hơi khi mà anh ngậm vào miệng nó có một cái lượng dầu, nó sẽ có thể vào phổi của anh nè. Rồi thứ hai là những cái chiếc và những cái chiếc xà lan như thế với một cái chân dịch rất là lớn sâu hàng mét, khi mà lặn ở dưới mé sông như thế này thì việc mà anh Hiếu lặn ở trên mặt nước như thế này thì là một điều cực kỳ nguy hiểm đối với anh và cả những người cũng như là bạn Phong với lại anh Phong nhà báo ở đây cũng rất là hồi hộp khi mà anh nãy giờ cũng lặn khá là lâu, khoảng hơn chừng 30 phút anh vẫn chưa lên mọi người. Nói chung là cũng rất là có là phải có. Mỗi lần mà lên thì khi mà lên như thế này, anh Phong đài truyền hình nói là hỏi một cái câu mà chắc lẽ là mọi người ai cũng thường hay hỏi là có cá hay không. Ô oh. Qua đây nè Phong, em qua đây nè, em qua bên đây nè, đổ ở khoang bên đây nè. Đầy gọng luôn hả? Ồ. Bây giờ anh. Khoan ơi, em đổ dưới này nè. Khoan, để cho anh đổ. Mình đừng đổ. Hiếu lên đổ. Hiếu lên đổ. Phong qua đây đi Phong. Qua đây ngồi đây nè, quay một chút. Tôi luôn rồi, có mày được không? Có lượng nhiều không anh Hiếu? Ở dưới còn cá không? Dưới sông này thiếu gì? Bạc này bắt chơi rồi, có lên rồi đi xuống. Bắt chỗ khác. Dạ không sao. Dạ. Đang đợi cái gọng cá đang ở dưới đó và đang đợi trang thiết bị. Bây giờ leo lên đây đứng đợi cá. Anh bờ đối với con cá nặng 6 kg này như thế nào? Mình đâu có vô gọng được đâu, mình chỉ bấm mang đem lên thôi. Bấm mang rồi sọt tay vô cái họng đó hay gì? Rồi hai tay chịu vô, hai giò bườn lên. Hai tay chịu sao? Hai tay chịu vô đầu á. Hai tay chịu vô mang rồi hai giò bườn lên, viết lên xuồng, bỏ vô xuồng. Như vậy thì con cá đó sau này sau khi mà bắt lên thì mình đem bán hay là mình nuôi dưỡng nè? Bán, tại cá bự với hoàn cảnh mình khổ, mình phải bán kiếm tiền mưu sinh. Như vậy thì Hiếu làm cái nghề này. Bây giờ tiếp theo là anh Hiếu sẽ đổ cá ra mọi người. Nãy giờ bình thường ra nha. Ồ. Cá tớp quá, cá tớp rồi. Cá nóc lò, cá nóc này ăn chết à? Đâu có chết đâu, ăn bình thường. Hả? Ăn bình thường, cá nóc được chết. Ăn bình thường anh, ăn bình thường. Cá nóc ăn nhãn tiền, cá nóc mắt đỏ. Anh Hiếu, cái con cá nóc đó là cái này nóc gạo, nó con nóc mình. Cái răng nó sắc bén lắm. Cắn cái là mắt cục thịt. Vậy hả? Làm sao mà mình biết được phân biệt được cá nóc gạo, cá nóc biết? Biết cá kia nó mắt đỏ. Còn cá này nó không đỏ ăn được. Cá nóc biển nhiều khi gai. Còn sao mà đa phần là cá chốt nhiều quá ha? Chốt giấy rồi, chốt giấy với cái lăng. Cái này cá chốt là cá ngai, ngai nhiều. Sao mà giấy, giấy sao gọi nó là giấy? Nè, cái chốt này chốt giấy, còn cái chốt kia cái chốt sọc. Sao nhìn thấy giấy? Nè, thì thường thường ta kêu cái chốt giấy. Cái dòng họ đó mà con cá mà thạch nó trơn mà loại lớn. Chốt chuột nhiều rồi. Nó 3-4 loại cá chốt. Đó bao nhiêu loại cá chốt nó này. Chốt giấy, chốt sọc, chốt chuột, chốt trâu. Với cái chốt gạo. Vậy là trong cái mẻ lưới này thì bây giờ mình bắt được cái mẻ cá này thì mình bắt được toàn là cá chốt không hả? Cá chốt với được hai tôm với con cá nóc no. Đâu tôm rồi. Lượng tôm rồi. Tôm lóng. Cái có con tôm bự bên kia kìa. Ồ. Mấy đợt trước thì tôm nhiều hơn ha anh Hiếu. Mấy đợt trước lên cái này cũng cỡ 3 ký cá à chứ mấy đâu. Không, khoảng ký hơn ký à anh. Ngoài. Ký hả? Mọi người thì lần mò này có các anh phóng viên đài truyền hình nhà báo thì lại quay anh Hiếu, mà anh Hiếu bắt được một loài cá mà trước đây anh cũng có đi rất là nhiều lần mà bắt không được, đó là cá nóc no anh Hiếu hả?
con cá đó vậy, tại có em đi được cái vụ làm đi bắt làm cặp cá bự lắm con tay. Con cá đó lúc trước thì mình bắt dễ không anh? Biết ý không, biết ý nó cắn nữa là bắt lỗ. Không vậy hả? Con cá đó mình ăn được không? Được. Mọi người nói đôi khi thì cái việc mà đẩy cá trong đây ra thì cá này là một loài cá rất là dễ chết. Anh Hiếu mới vừa bắt để sang đây và nó đã lên mặt nước lên bền như thế này nè, nên mình đâu có giấu con cá nào được đâu. Trong lúc bay cái lây cao của bạn Phong leo lên đoạn ngọn cây và đằng bắt cá bắt luôn cả máy quay à. Để có những cái thước phim hay thì từ trên cao bay xuống thì không nước với lại cái cánh đó, nó dính cây á, nó không bị rách. Cũng anh ở trên không anh giỏi, cũng giỏi mà mặt đất cũng giỏi, mà hôm nay thì ở dưới nước cũng giỏi luôn. Khi nãy mình tắt GPS cho nên là cái thiết bị nó không định vị được cái cảm biến và nó nằm ở trên một cây nè. Cái xuồng của anh Hiếu hôm nay thì ngoài cá còn có một cái máy quay.